phụ kiện điện thoại ngon và rẻ. Xin chào tất cả các bạn. Và hiện giờ là đội tuyển ASEAN của Việt Nam chúng ta đã vào được vòng 1/8 và VTC Cup thì cũng đã mua được một cái bản quyền của bóng đá. Nhưng thực sự là trong cái cảm xúc là hôm nay là VTC Cup có bản quyền là mình cũng không vào thèm xem ra bóng luôn. Thực sự là mình rất yêu thích đội tuyển Việt Nam, nhưng mà mình không thích cách làm việc của các nhà đài. Bởi vì là những cái vòng đấu đầu tiên các nhà đài cũng không mua bản quyền cho người dân xem. Đến rồi Soi Lạc TV lấy những cái đường link, phải dùng từ là link lậu, cho cả đất nước xem. Thì lại rồi các báo, các trang nói là bản Soi Lạc TV vi phạm bản quyền cái lọ, cái chai, rồi cấm đoán này nọ. Thực tế là mình thấy là đối với Soi Lạc TV, đó là một vị cứu tinh, một vị ân nhân của ASEAN bóng đá Việt Nam đã truyền tải thông tin hình ảnh đến cho chúng ta. Cái đó rất là đáng để chúng ta không phục vì hành động đó. Tại sao lại lên án? Và rồi một cái bản quyền ASEAN Việt Nam mà cả cái đất nước này, bao nhiêu Việt Nam ta có bao nhiêu kênh truyền hình mà cũng chưa, World Cup thì cũng phải Vingroup ủng hộ tiền, ASEAN cũng ý Vingroup, nó thật tưởng là ỉa không ra cũng phải do Vingroup. Không có Vingroup thì là Việt Nam chúng ta không bao giờ xem bóng đá. Thực sự là Vingroup là một, cũng là một vị cứu tinh thực sự. Còn đâu mà không có Vingroup thì cả đời Việt Nam ta cũng không bao giờ xem ASEAN đâu. Mà xem cũng chỉ là xem lậu thôi, mà xem lậu thì rồi lại bảo là à, xem lậu này, rồi toàn linh lậu, mà có bố nào cũng xem lậu hết nếu mà không Vingroup. Thực tế là trong một cái cảm xúc nó rất là khó chịu vì một cái bản quyền Việt Nam không mua được cái ASEAN, nó rất là rẻ mà không mua được nên rất là bực mình. Bán tai nghe iPhone 30.000 rẻ như bản quyền ASEAN mà Việt Nam chúng ta không mua được. Combo củ cắp sạc Samsung 80.000 rẻ như bản quyền ASEAN mà không mua được luôn này. Combo củ cắp sạc của iPhone 60.000 này rẻ như bản quyền ASEAN mà chúng ta không mua được này. Loa Bluetooth nghe nhạc này 200.000 này rẻ hơn bản quyền ASEAN luôn. À tôi mất, rẻ như bản quyền ASEAN luôn mà Việt Nam chúng ta không mua được, như người dân sẽ mua được thôi. Sạc dự phòng 5.600mAh giá 99.000 đồng rẻ hơn bản quyền ASEAN luôn, Việt Nam không mua được luôn. Đến tận vòng 1/8 mới mua được mà. Và ngoài ra thì có kính cường lực 5D, 9D, 10D. Bán 30.000, bán tiền để ủng hộ ASEAN Việt Nam, 30.000 một cái kính cường lực. Má ơi, cái kính cường lực 10D này, 5D này, 9D, 30.000. Và cửa hàng đang giảm giá rất nhiều các loại sản phẩm. Ngoài ra các bạn mua hàng để tặng dây cáp sạc tai nghe này. Ok chưa? Cáp sạc chống rối, chống đứt, chống cháy 150.000, dai như rẻ rách luôn, rằng không đứt, giật không đứt luôn. Và các bạn nếu có mua hàng thì các bạn hãy nên đến sớm một tí, đừng như VTC Cup từ tận vòng 1/8 mới mua bản quyền. Các bạn muốn mua sở hữu vòng này, các bạn mua lên vòng đầu, đừng để những người khác mua hết rồi các bạn đến hỏi anh ơi còn không, mình đã bảo hết rồi, thì nó rất là khó vì ASEAN nên tôi bán rẻ. Cảm ơn các bạn.